Xin mời quý vị theo dõi tiếp ván thứ hai giữa hai kỳ thủ chuyên nghiệp, kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng đến từ Đà Nẵng và kỳ thủ Phùng Quang Điệp đến từ Hà Nội. Ở ván thứ hai này, kỳ thủ Phùng Quang Điệp sẽ là người cầm quân đi trước. Chúng ta cùng chờ xem anh sẽ lựa chọn khai cuộc gì. Vâng, tượng 3 tiến 5. Một khai cuộc bình ổn, chặt chẽ. Với việc để hòa ở ván 1, khi đã hơn 3 con tốt, tôi cho rằng kỳ thủ Phùng Quang Điệp đang có phần tiếc nuối. Tuy nhiên anh cũng không vội vàng pháo đầu tấn công, mà đã sử dụng cái phương án lựa chọn cái hệ thống an toàn ổn định trước. Sau đó chúng sẽ bước vào tấn công về cờ tàn. Như tôi đã nói, đây là hai kỳ thủ có trình độ am hiểu tinh thông về cờ tướng, và đây là một thế trận ngang ngửa. Chưa thể biết được ai sẽ là người chiến thắng, có thể đi tiếp được vòng tiếp theo. Cả hai anh đều là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của giải năm nay. Tuy nhiên, hôm nay hai anh đã phải đối đầu với nhau để chọn ra một người có thể đi tiếp vào vòng sau. Sau khi nhận thấy Võ Văn Hoàng Tùng đã đẩy tốt 3 và tốt 7 lên, thì kỳ thủ Phùng Quang Điệp đã quyết định đi nước xe 4 tiến 4, đứng ở hà, nhằm mục đích để có thể tốt 7 tiến 1 và tốt 3 tiến 1 giải phóng cho quân mã của mình. Võ Văn Hoàng Tùng tỏ ra là một người rất có cái tinh thần cầu chiến. Mặc dù anh là người đi sau, tuy nhiên anh sau khi nhận thấy đối phương đi tượng, thì Võ Văn Hoàng Tùng sau một vài nước đã chuyển đổi thế trận thành thế trận trung pháo. Ở thời điểm này, anh cũng có thể đi nước pháo 2 bình 5, ăn hơn quân tốt đầu. Tuy nhiên, anh đang đứng trước sự lựa chọn cũng có nhiều phương án để dễ đi, cũng có thể tích cực xe trước.
Đứng trước thế biến có thể đổi rất nhiều quân và có thể làm thay đổi thế trận. Kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng đang suy nghĩ rất cẩn trọng. Anh đã quyết định đi nước Mã 7 tiến 5, đe dọa tấn công vào trung lộ rồi. Nước sau có thể sẽ là nước tốt 5 tiến 1, bắt xe và bắt tốt đầu. Đây là nước cờ mạnh mẽ và táo bạo. Nếu xe 4 tiến 2 bắt mã thì quân xe 8 sẽ tiến 5 ăn pháo trước. Nếu xe 4 bình 5 thì cũng mở ra cho quân xe 8 của Võ Văn Hoàng Tùng rất là mạnh. Sau nước Mã 7 tiến 5 của kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng, cá nhân tôi cho rằng sẽ là một nước cờ khó đối với Phùng Quang Điệp. Nếu anh chạy xe, đồng nghĩa với việc là anh sẽ nhường cả hà cho xe của kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng. Sau khi ăn pháo xong, kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng cũng có thể ăn tốt biên và quân xe đứng ở hà canh giữ, mọi quân của kỳ thủ Phùng Quang Điệp không thể vượt lên được. Võ Văn Hoàng Tùng đã quyết định đổi tốt rồi. Tốt 5 tiến 1 và pháo 2 bình 5. Tiến xe giữ mã.
Phương án binh 5 tiến 1 của kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng. Ngoài ra, cá nhân tôi cho rằng cũng có thể đi nước sĩ 4 tiến 5 hoặc sĩ 6 tiến 5 phòng thủ trước. Không ăn vội, nếu như đối phương ăn tốt 5 tiến 1 thì Võ Văn Hoàng Tùng có thể đi pháo 5 tiến 2. Nếu xe 4 bình 5 thì mã 1 tiến 3 bảo vệ pháo. Thì lúc đó vẫn còn có pháo đầu và quân mã 5. Đồng thời quân xe thì vẫn đang đe dọa quân pháo. Nếu như cho pháo 2 bình 5 vào thế này thì rất dễ đổi quân. Nếu như pháo 5 tiến 3 tượng ăn lên thì sau này thì tôi cho rằng là thế cờ lại vẫn dễ đi về hòa, hoặc là ưu thế không rõ rệt. Có lẽ để pháo đầu và để mã 5 còn lại thì kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng sẽ ưu thế hơn. Để tránh cho việc xe pháo nguy hiểm ở trong miệng đối phương, tôi cho rằng kỳ thủ Phùng Quang Điệp cũng có thể đi nước tướng 5 bình 4 đe dọa bắt sĩ. Nếu mà sau khi ăn sĩ xong chiếu tướng thì có thể ăn pháo được rồi. Còn nếu như đối phương lên sĩ thì cũng có thể pháo 5 tiến 3 chiếu trước, sau đó sẽ chạy xe đi. Sau một hồi suy nghĩ, Phùng Quang Điệp đã quyết định đi nước pháo 7 tiến 3, ăn tốt. Pháo 7 tiến 3 ăn tốt nhằm mục đích cũng có thể đi pháo 7 bình 5. Nếu pháo 5 tiến 2 thì xe 4 tiến 1 bắt chết lại pháo, đồng thời sẽ ưu thế hơn, có xe và có pháo đứng ở khu vực trung lộ. Rõ ràng tôi cho rằng đây là hay, có thể xoay chuyển lại tình thế. Các bạn có thể thấy là hai đấu thủ đang đi những nước cờ biến ảo khôn lường, rất khó để có thể phân biệt được ai hơn ai. Cả hai kỳ thủ đều đã chơi cờ được khoảng gần 40 năm rồi và tuổi cờ đều ngang ngửa nhau. Cái điểm mạnh nhất của kỳ thủ Phùng Quang Điệp đó chính là chung cuộc, khả năng tính toán chính xác, khả năng xử lý khéo léo cũng như nước cờ thâm sâu tinh túy. Nhưng cái điểm yếu của anh mà đôi khi còn dẫn đến anh phải thua những ván cờ đáng tiếc, đó là khi còn ít thời gian thì xử lý tình huống anh hay bị cuống và cái sai lầm thì mắc nhiều hơn so với đối thủ. Vâng, và lúc này kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng đã quyết định phải phòng thủ rồi. Anh đã đi nước cờ sĩ 6 tiến 5. Nước đổi quân đã diễn ra. Thay mặt ban tổ chức game show đấu trường cờ Việt, xin cảm ơn công ty cổ phần in báo Thanh Hóa, phát ngôn cờ tướng úp.com, công ty cổ phần xây dựng cầu đường 5 Thanh Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Khang Long Giáp Bìa Gia là những đơn vị đồng hành cùng game show đấu trường cờ Việt. Lịch phát sóng của game show đấu trường cờ Việt là vào lúc 16:30
các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VTC6 Đài Truyền hình Kỹ thuật số. Xin kính mời quý vị khán giả đón xem. Với thế trận lúc này, trên bàn cờ chúng ta có thể thấy cả hai bên đang ở cái thế trận rất là ổn định và an toàn. Và khả năng là chỉ có thể biết kết quả khi ở tàn cuộc, và lúc đó thì còn ít thời gian mà thôi. Sau cái nước pháo 7 bình 5, cản mã không cho bắt xe của Phùng Quang Điệp thì là nước mã 1 tiến 3 của kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng. Anh đang mất pháo. Lúc này nếu chạy pháo thì mất xe. Rõ ràng tôi nghĩ rằng nếu như muốn cơ toàn ván này, thành toàn ván này, không để mất pháo cũng không để mất xe, thì anh sẽ phải đi nước xe 4 tuyến 1 hoặc xe 4 bình 5. Cá nhân tôi cho rằng xe 4 bình 5 thì sẽ mạnh hơn. Nó hạn chế được quân mã 3 của kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng. Tuy nhiên, Phùng Quang Điệp đã lựa chọn phương án xe 4 tiến 1, nhường đường cho quân mã nhảy lên. Lại hình thế cờ, tôi cho rằng nước xe 4 tiến 1 rõ ràng đã là một nước bắt buộc. Nếu xe 4 bình 5 thì sẽ là nước mã 5 tiến 3 bắt xe. Sẽ là một loạt những nước cờ của kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng. Vâng, Võ Văn Hoàng Tùng đã quyết định đi nước mã 5 thoái 7 bắt xe. Nếu xe 4 bình 3, khả năng sẽ là nước xe 8 bình 5 bắt pháo. Nếu xe 3 tiến 2 thì kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng sẽ ăn mã 3 tiến 5. Vậy là anh sẽ tích cực được tất cả các quân. Vâng, Võ Văn Hoàng Tùng đã đi nước cờ tướng 5 bình 6. Bắt buộc đối phương phải đổi quân rồi. Nếu quân xe của Phùng Quang Điệp đang ở cái vị trí rất là bất lợi, rõ ràng anh không thể kịp về phòng thủ, thoái 1, thoái 2, thoái 3 đều không được. Có thể cái ý đồ của nước gia tướng của kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng chính là muốn nốt xe của kỳ thủ Phùng Quang Điệp. Nhận thấy cần phải tích cực xe lên, kỳ thủ Phùng Quang Điệp đã đi nước xe 8 tiến 2. Tôi nghĩ rằng sẽ là nước mã 5 tiến 6 đe dọa chiếu hết. Nếu sĩ 5 tiến 4 thì kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng cũng có thể đi nước xe 8 tiến 4 bắt mã và bắt sĩ.
Rất nguy hiểm. Đến lúc này có thể thấy thế trận Võ Văn Hoàng Tùng đang là người chủ động tấn công, anh đang có ưu thế. Mã 5 tiến 6 đe dọa chiếu hết. Lúc này các bạn có thể thấy đây là thế cờ phản tiên rồi. Phùng Quang Điệp đã không tận dụng được cơ hội đi trước của mình. Anh đang là người phải phòng thủ. Và cá nhân tôi cho rằng đến lúc này rất khó. Nếu đi sĩ 5 tiến 4 thì đối phương có rất nhiều phương án để đi. Cũng có thể sẽ 8 tiến 4 bắt mã bắt sĩ. Nếu đi tướng 5 bình 4 thì đối phương cũng có thể đi xe 8 bình 6 hoặc cũng có thể thoái pháo 2, thoái 4 để đe dọa chiếu tướng ăn xe. Rất khó. Và tất nhiên là nước về sĩ 5 thoái 4 thì không được rồi. Sĩ 5 thoái 4 thì sẽ là nước mã 6 tiến 7 chiếu tướng phải thượng, sau đó xe 8 bình 6 đe dọa chiếu hết. Rất khó. Rất khó cho kỳ thủ Phùng Quang Điệp có thể phòng thủ toàn vẹn được nước này. Hai con xe không thể làm gì được. Anh chỉ có thể phòng thủ bằng ba cách mà thôi, sĩ 5 thoái 4, sĩ 5 tiến 6 hoặc tướng mình 4, nhưng cả ba phương án trên đều rất nguy hiểm. Vâng, và anh đã quyết định đi nước sĩ 5 tiến 4. Chúng ta cùng chờ xem Võ Văn Hoàng Tùng sẽ đi nước nào. Cá nhân tôi thì có thể đề xuất phương án có thể đi luôn xe 8 tiến 4, bắt mã và bắt sĩ, nếu chạy mã thì mất sĩ. Sau đó sẽ là nước xe 6 tiến 1 chuẩn bị cho nước mã 6 tiến 7, cũng đe dọa chiếu tướng. Rất khó rồi.
Nếu xe 8 tiến 4, khả năng Phùng Quang Điệp sẽ đi xe 3 thoái 3. Nếu xe 8 bình 7 ăn mã thì sẽ là xe 3, nước xe 3 bình 4 chiếu. Tướng vào thì sẽ là xe 4 thoái 1 ăn lại mã. Đó sẽ là những nước đổi quân diễn ra. Tuy nhiên thì lúc đó thế cờ của Võ Văn Hoàng Tùng vẫn là ưu thế hơn. Nhưng anh đã không muốn đổi quân mà anh đi nước pháo 2 thoái 3 trước. Đe dọa nước sau sẽ là pháo 2 bình 5 chiếu tướng ăn xe. Ở đây chúng ta có thể nhận thấy nếu đi sĩ 6 tiến 5 thì kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng sẽ có nước xe 8 tiến 4 bắt mã, sau đó cũng phía sau sẽ có thể là pháo 2 bình 5. Hoặc có thể ăn luôn sĩ xe 8 bình 6, sĩ 5 tiến 4 thì pháo 2 bình 5 chiếu. Bắt buộc phải ra tướng thì sẽ là xe 2 tiến 7. Ăn xe, ăn lại xe và hơn một sĩ, đó là phương án đơn giản nhất. Tuy nhiên chúng ta cùng chờ xem, với một quốc tế đại sư, với một cái trình độ am hiểu tinh thông lão luyện, chắc chắn nước cờ của anh sẽ còn tốt hơn và chính xác hơn. Phùng Quang Điệp đã quyết định không lên sĩ 6 tiến 5 mà đi tượng 5 thoái 3. Đây là nước cờ phòng thủ cho hàng đáy, đồng thời tránh cho quân phá có thể đi vào pháo 2 bình 5 chiếu ăn xe. Điểm yếu của nó đó là quân phá có thể đóng vào đầu bằng cách cũng có thể đi nước mã 6 thoái 5 như kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng đã đi. Mã 6 thoái 5 vẫn đe dọa pháo 2 bình 5, đe dọa ăn xe. Có thể nói kể từ lúc này, kỳ thủ Phùng Quang Điệp chỉ có phòng thủ mà thôi. Anh đang đứng trước lựa chọn, một là lên tượng lên sĩ, hai là di chuyển con xe 8 của mình. Sĩ 6 tiến 5. Vâng, Võ Văn Hoàng Tùng tấn công liên tục, mã 5 tiến 4. Anh đang đe dọa mã 4 tiến 3 chiếu. Nước cờ thỏa đáng ở đây sẽ là xe 8 bình 6, cản mã và bắt luôn. Tuy nhiên sẽ mở ra nước pháo 2 bình 5 chiếu và con xe 2 sẽ có cơ hội để phát huy tác dụng. Quân mã của Võ Văn Hoàng Tùng rất uyển chuyển. Anh chuyển từ cánh phải sang cánh trái, đe dọa chiếu tướng rồi bây giờ lại bắt mã. Rất nhiều những nước đi hay và tinh tế của kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng. Quân mã lúc này rất khó chạy rồi. Nếu mã 3 thoái 1
thì xe 8 sẽ tiến 5 bắt chết. Đồng thời đe dọa mã 6 tiến 7 chiếu, bắt buộc tướng không thể vào được, bắt buộc tượng phải lên. Vâng, rất khó rồi. Cơ hội chiến thắng lúc này khoảng 70% cho cô Võ Văn Hoàng Tùng. Anh đã bắt được mã và đang đe dọa chiếu tướng. Hai xe pháo mã sẽ tấn công. Rất khó để kỳ thủ Phùng Quang Điệp có thể phòng thủ rồi. Mã chết không vội ăn. Võ Văn Hoàng Tùng đã tiếp tục phát huy tích cực quân xe 2 của mình. Chúng ta có thể nhận thấy khi hai cao thủ chơi với nhau thì chỉ cần một nước cờ yếu thôi thì sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả. Khi nhận thấy kỳ thủ Phùng Quang Điệp đi xe 4 tiến 1 thì Võ Văn Hoàng Tùng đã chấp luôn cơ hội. Nước cờ C4 tiến 1 chính là nước cờ mà làm cho Phùng Quang Điệp yếu về mọi thứ. Lúc này con xe 3 của Phùng Quang Điệp mới có cơ hội thoái về phòng thủ. Tuy nhiên Võ Văn Hoàng Tùng đã có sẵn thêm một con xe nữa. Anh tiếp tục gia tăng áp lực tấn công. C2 bình 6 vừa bảo vệ mã, vừa chạy đến lộ tích cực, chuẩn bị cho nước sau có thể mã 6 tiến 7, bắt buộc tướng bình 5, xe 6 tiến 3 ăn sĩ đe dọa chiếu hết. Rất khó cho Phùng Quang Điệp rồi. Tướng bình 5 nhận thấy nguy hiểm, Phùng Quang Điệp đang cố gắng chạy trốn tướng của mình. Anh đang rất muốn là có thể xuất tướng sang lộ 6 đây. Vâng, trong lúc rảnh rang, lúc này Võ Văn Hoàng Tùng mới đi nước xe 8 bình 9 ăn mã. C6 tấn. C6 có thể thoái hai, tuy nhiên tôi nghĩ rằng cũng có thể đi nước pháo 5 tiến 2 bắt xe. Nếu xe 3 tiến 2 thì Võ Văn Hoàng Tùng cũng có thể nghĩ tới phương án mã 6 tiến 5 ăn tượng. Tuy nhiên, anh đã ăn luôn quân sĩ rồi. Rất nhiều phương án để kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng có thể chiến thắng ván này. Nếu sĩ 6, sĩ 4 thoái 5 thì sẽ là nước mã 6 tiến 7. Dọa bắt sĩ. Nếu xe 6 thoái 5 giữ thì vẫn có thể đi xe 9 bình 5 ăn thẳng vào tâm. Nếu xe 6 bình 5 thì xe 6 sẽ tiến 3. Sẽ tiến 5. Để chiếu hết cờ. Rất khó cho kỳ thủ Phùng Quang Điệp.
Có thể nói đến lúc này thì kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng rất dễ chơi. Anh có nhiều phương án để chiến thắng kỳ thủ Phùng Quang Điệp. Vâng, và Phùng Quang Điệp đã quyết định đi nước xe 3 tiến 2 nhằm mục đích là có thể đấu xe, giảm bớt áp lực. Nếu sĩ 4 thoái 5 thì sau khi đấu xe xong thì Phùng Quang Điệp có thể ăn thêm một quân mã. Chính vì vậy mà Võ Văn Hoàng Tùng không vội vã, anh đi nước pháo 5 mình 6 bảo vệ mã. Nếu đuổi xe thì anh sẽ còn xe, kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng sẽ còn xe pháo mã. Và Phùng Quang Điệp còn xe mã. Tuy nhiên, Phùng Quang Điệp còn gãy một sĩ. Chính vì vậy mà cái cơ hội chiến thắng cho kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng, tôi cho rằng lúc này là 80%. Phùng Quang Điệp đang cầu đến sự may rủi. Anh đã đi nước xe 3 bình 1, chuẩn bị để xe 1 tiến 3, chiếu tướng. Vâng, và tất nhiên kỳ thủ Võ Văn Hồng Tùng là một người rất cẩn trọng và tôi thấy rất ít khi anh có sai lầm như sai lầm. Anh đã cẩn thận đi nước tướng bình 5. Rất khó để cho Phùng Quang Điệp có thể lật ngược ván cờ này. Quỹ thời gian của anh đang còn 4 phút 46 giây. Còn của kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng là 10 phút 18 giây. Trong lúc thế cờ đang bị yếu, giờ thì đang gần cạn. Tôi cho rằng Phùng Quang Điệp đang rất căng thẳng và áp lực. Khi còn ít thời gian như thế này, thì anh sẽ mắc sai lầm nhiều hơn. Chiếu tướng rồi. Phùng Quang Điệp lúc này chỉ còn biết lấy tấn công làm thủ. Anh tiếp tục gia tăng một quân trợ công, mã 9 tiến 8. Vâng, Võ Văn Hoàng Tùng đã nhẹ nhàng xe 6 bình 2, ngăn cản mã lại. Không vội vàng vàng gì mà tấn công cả. Bắt mã xong, lúc này anh có thể ăn mã 6 tấn 5, lúc nào sau đó tấn công tướng của đối phương sau. Xe 6 thoái 2 bảo vệ mã.
Tuy nhiên, sẽ là cơ hội để cho Võ Văn Hoàng Tùng đi nước mã 6 tiến 5 vừa ăn tượng vừa bắt xe. Rất khó. Vâng, và kỳ thủ Phùng Quang Điệp đã chịu thua. Xin chúc mừng kỳ thủ Võ Văn Hoàng Tùng là người chiến thắng và đi tiếp vào vòng sau. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin hẹn quý vị khán giả vào trận đấu tiếp theo.